Việt Nam Xanh xin kính chào quý khán giả. Tôi là Đức Mạnh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Việt Nam Xanh ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn hãy đến với thông tin cập nhật từ 7 ngày xanh. Qua thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại địa điểm sạt lở Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn để xây dựng lại, khôi phục bản Làng Nủ. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký ban hành công điện số 94/CDTTG yêu cầu tăng cường công tác vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía Bắc nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lụt tại vùng hạ du. Công điện nêu rõ thực hiện quan trắc, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến mưa lũ trên lưu vực, tập trung vận hành điều tiết hồ chứa, nhất là đối với hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông Đà, trong đó có hồ chứa thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, một cách chủ động, khoa học, linh hoạt để cắt, giảm, làm chậm lũ về hạ du, trong đó có lũ trên sông Hoàng Long tại Ninh Bình, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Ngay khi đặt chân đến Hải Phòng, hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công tác dọn dẹp đường phố, thu gom cây xanh để khai thông các tuyến đường, đảm bảo giao thông thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp thiệt hại. Bọn em cũng ở miền Trung, cũng từng trải qua nhiều trận bão lũ rồi nên là cũng hiểu được cảm giác mà Hải Phòng đang phải gánh chịu. Nên là khi nghe được thông tin cái thì bọn em cũng nhanh nhất có thể để chuẩn bị hành đồ đạc để đi đến hỗ trợ cho Hải Phòng. Hy vọng là Hải Phòng sẽ nhanh khắc phục sau bão lũ nhất có thể. Anh em bốn bể là nhà, thì dù là khi miền Bắc gặp khó khăn thì cả nước cùng chúng ta vào giúp đỡ, là mình có một lòng mà tương thân tương ái, tất cả anh em cả nước là đều giúp đỡ nhau, không phân biệt vùng miền nào cả, chỉ cần ở đâu có hoàn nạn thì ở đó là tụi em là những con người trẻ, là những con người tiến phong đầu tiên và có trách nhiệm, và đó cũng là sự mình của tụi em ạ. Trong những ngày tới, thành đoàn tiếp tục liên hệ và đón các thanh niên của nhiều tỉnh thành đến hỗ trợ Hải Phòng. Thành đoàn Hải Phòng cũng đã dồn mọi nguồn lực có thể để tham gia cùng các cấp các ngành của thành phố hỗ trợ việc chống bão và khắc phục hậu quả sau bão. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cái sự liên hệ với các tỉnh thành bạn để tiếp nhận những cái đội tình nguyện chống bão, khắc phục hậu quả của bão, khắc phục thiên tai chuyên nghiệp từ các tỉnh thành bạn để có thể hỗ trợ các địa phương mà chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 như là Đồ Sơn rồi Cát Hải. Những hoạt động thiết thực kịp thời này tiếp tục khẳng định vai trò tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Thưa quý vị, nếu như bóng mát hay là công viên cây xanh là những thứ mà người dân đang khát tại các khu đô thị hiện đại, thì nhiều khu vực tại Hà Nội đã biến những khu đất trống ô nhiễm thành khu vui chơi cộng đồng. Từ đó vừa tạo không gian vui chơi công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như góp phần xây dựng thủ đô xanh, sạch đẹp tại nhiều khu dân cư. Cứ vào mỗi buổi chiều, nơi đây trở thành điểm vui chơi của Nguyên và các bạn nhỏ trong khu phố. Con thấy là rất là vui vì đã có một sân chơi mới để con có thể vui chơi. Làm được cái này trước mắt, trước hết là giải tỏa được cái bãi rác để làm sạch cái cảnh quan môi trường, vệ sinh môi trường. Từ một bãi tập kết rác, cỏ mọc um tùm, sau hơn một tháng, đoàn thanh niên phường Trần Phú, quận Hoàng Mai tham gia cải tạo, san lát, trồng cây, bãi đất rộng 800 m2 ngày như được thay áo mới. Với nguồn vốn xã hội hóa hơn 200 triệu đồng, khu đất bỏ không này giờ đây trở thành sân chơi cho thiếu nhi. Cũng phải đi vận động rất là nhiều nguồn lực ở trên địa bàn phường để có thể có kinh phí để thực hiện cái công trình sân chơi, mà thực hiện xong rồi, bây giờ hoàn thành rồi thì bọn mình cũng đang cố gắng vận động thêm để có thể lắp đặt thêm nhiều những cái dụng cụ thể thao ngoài trời nữa. Qua khảo sát, nhận thấy khu vực này là bãi đất trống bỏ hoang, trong khi đó trên địa bàn lại thiếu khu vực sinh hoạt cộng đồng.
đoàn thanh niên phường Thanh Trì đã cải tạo thành công viên công cộng ngập tràn cây xanh. Mô hình này như là món quà của đoàn thanh niên phường dành cho các em nhỏ và những người dân trên địa bàn. Con thấy nó rất là bổ ích để cho những người gần đây ra đây tập thể dục để tăng sức khỏe của mình lên đó. Trước đây thì ở đây cả một cái khuôn viên rộng nhưng mà đều là cây xanh, nhưng mà cái khu vực ở phía bên trong ấy, tức là nó là không được dùng nhiều, do vậy cây mọc um tùm. Thì đoàn phường cũng đã nhìn nhận từ đó thì cũng là chuyển thành sân chơi và lắp đặt các dụng cụ thể thao ở để cho thanh thiếu niên và nhân dân cùng sử dụng. Là quận có số lượng đông dân cư nhất Hà Nội, trong thời gian qua, đoàn thanh niên quận Hoàng Mai huy động các nguồn lực thực hiện được hơn 30 công trình sân chơi trẻ em trên địa bàn. Việc tận dụng xây dựng những bãi đất bỏ hoang thành sân chơi như thế này góp phần tạo dựng cảnh quan cho đô thị cũng như phát triển nhu cầu vui chơi cho trẻ em. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng cái sự chung tay góp sức của cộng đồng trong cái việc bảo quản các cái thiết bị đồ chơi. Đồng thời thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái quá trình đó thì cũng sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để duy tu và mở rộng các sân chơi này ở những cái hạng mục khác để cho các em có nhiều cái điều kiện tham gia vui chơi hơn. Theo thống kê, hiện nay Hà Nội có 63 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 300 ha. Tuy nhiên do sự gia tăng dân số, nhiều điểm vui chơi, giải trí hiện có đã quá tải. Việc xanh hóa không gian sinh hoạt ngoài trời ở những khu đô thị là rất cần thiết. Mưa lớn kéo dài, người dân cần luôn cảnh giác, đề phòng, chú ý các dấu hiệu của lũ quét sạt lở đất. Cần tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất như là trên núi, khu vực giáp sông suối và nên di chuyển đến khu vực cao hơn. Trong tiểu mục Xu hướng xanh ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị cách nhận biết lũ quét. Lũ quét có sức tàn phá rất lớn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sức tàn phá lớn xuất hiện trên lưu vực có sườn dốc cao, độ dốc lớn và hình dạng thích hợp cho mạng sông suối tập trung nước nhanh. Lũ xảy ra trong thời gian ngắn, thường vào đêm và sáng, có tốc độ lớn, quét mọi thứ trên đường đi. Đặc điểm nhận biết lũ như sau. Sau thời gian nắng nóng kéo dài, mưa lớn khả năng sẽ xảy ra. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng nguồn hoặc mưa rất lớn, tập trung trong vài giờ đồng hồ. Nghe thấy tiếng động bất thường như đất đá va chạm với nhau khiến cây gãy đổ, nước sông suối chuyển sang màu đục, sức tàn phá tăng dần. Lũ quét thường xảy ra khi có mưa lớn và kéo dài ở lưu vực các sông suối nhỏ miền núi, có độ dốc lớn, mặt lưu vực bị phong hóa mạnh, kết cấu kém. Lũ quét thường xảy ra trong thời gian ngắn, 3 đến 6 giờ, vào ban đêm và sáng sớm trong các tháng mùa lũ. Quý vị khán giả lưu nhớ khung giờ của chương trình Việt Nam Xanh 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC1. Chương trình được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC1. Mời quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.